quần đảo Côn Đảo nằm cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý và cách cửa sông Hậu 45 hải lý. Côn Đảo có tổng diện tích đất nổi là 76 km, trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn 51,52 km. Đảo này có địa hình đồi núi, ưu thế bởi các dãy đá granite chạy từ phía tây nam đến đông bắc, che chở cho các vùng vịnh của đảo cả về hai phía khỏi những luồng gió mạnh. Điểm cao nhất của quần đảo là đỉnh núi Thánh Giá trên đảo Côn Sơn, cao 577 mét. Ngoài ra, Côn Đảo bao gồm 16 đảo lớn nhỏ như đảo Côn Sơn, Hòn Bà, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Bông Lan, Hòn Cao, Hòn Tài Lớn, Hòn Tài Nhỏ, Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Trọc, Hòn Trứng, Hòn Bung, Hòn Trứng Lớn và Hòn Trứng Nhỏ. Về khí hậu, Côn Đảo mang đặc điểm xích đạo hải dương nóng ẩm, chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm là 27 độ C. Tháng 5 oi bức, có lúc nhiệt độ lên đến 34 độ C. Lượng mưa bình quân trong năm đạt 2.200 mm, mưa ít nhất vào tháng 1. Quần đảo Côn Đảo nằm ở vùng giao nhau giữa luồng hải lưu ấm từ phía nam và luồng hải lưu lạnh từ phía bắc. Ngoài ra, Côn Đảo là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Nơi đây được nhiều du khách đánh giá là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên rừng và biển. Côn Đảo được xem là hòn đảo du lịch với những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, làn nước trong xanh mát lạnh, bãi cát dài phẳng mịn. Không khí trên đảo thật trong lành, được ví như thiên đường hạ giới. Sở hữu rừng nguyên sinh và biển được bảo tồn đa dạng sinh học. Khi đến với Côn Đảo, người ta thường nhắc đến là địa ngục trần gian. Điều đầu tiên mọi người có thể đi tham quan những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại đây như Miếu Bà Phi Yến, Miếu Cầu Cải, Nghĩa Trang Hạc Dương, Mộ Cô Sáu, nhà tù Côn Đảo hay còn gọi là địa ngục trần gian, và sau đó mọi người đi tham quan các hòn đảo lân cận với bãi biển vô cùng trong xanh. Với vị trí địa lý đặc trưng của mình, Côn Đảo còn tự hào giới thiệu đến du khách phương xa nền ẩm thực mang đậm hương vị biển. Không chỉ thưởng thức các loại ốc, cua, cá và tôm nướng, mà bạn còn được khám phá các loại gia vị được chế biến từ những nguyên liệu như mắm hàu, mắm nhum hoặc các món ăn, lỗi cá mập, ốc vú nàng và không thể thiếu món đặc sản mứt hạt vàng ấy nhé. Về cuối cùng, mình xin mời mọi người cùng theo chân mình bay đến hòn đảo vô cùng xinh đẹp này nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hiện tại mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay mình sẽ khám phá, có một hành trình khám phá tại một cái hòn đảo rất là xinh đẹp. Đó là hòn đảo Côn Sơn, hay người ta còn gọi là Côn Đảo. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ đi hết những cái điểm mà nổi tiếng ở trên Côn Đảo, quay lại cho mọi người và chia sẻ cho mọi người xem cái nào. Bây giờ mình sẽ hẹn gặp mọi người tại Côn Đảo nhé. Đi đến rồi mọi người ơi, bây giờ là chuẩn bị đi xuống. Bây giờ đây, chúng tôi đi lên. Bây giờ trời sắp xếp lên từ từ từ. Đi ra Côn Đảo thì đi máy bay nhỏ thôi chứ không có được đi máy bay lớn nha mọi người. Máy bay cỡ của Vasco. Số 12. Dãy số 8 á. Thank you.
rồi cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Côn Đảo. Đây, đây là ga đến của sân bay Côn Đảo rồi. Bây giờ mình vô mình lấy hành lý. Giờ đang chờ lấy hành lý xuống rồi. Đó 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 của mình kìa. Bây giờ chờ nó cho nó chạy qua đây mình lấy. Sau đó ra mình lấy xe đi về thị trấn Côn Đảo. Bến xe của sân bay Côn Đảo rồi mình sẽ lấy xe mình thôi chạy ở đây luôn, ngay tại sân bay luôn, chạy vào thị trấn Côn Đảo. Đây chạy vào đó khoảng chừng 14 cây, 15 cây gì đó. Thì trên đường đi mình sẽ ghé chỗ này chỗ kia luôn, mình tham quan rồi mình sẽ hẹn gặp mọi người sau nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt đầu hành trình đi về thị trấn Côn Đảo nha mọi người. Đây là con đường đi rời khỏi sân bay Côn Đảo đi về thị trấn. Chiếc xe mình thuê tại sân bay Côn Đảo thì cái giá là khoảng chừng 150.000 một ngày nha mọi người. Thì xăng thì mình sẽ tự túc và sẽ tự đổ. Ở ngoài đây cũng có mấy chiếc taxi ở ngoài đây đậu ngoài đây. Đây quẹo trái là mình đi về thị trấn Côn Đảo nữa mọi người. Còn quẹo bên phải mình người ta dán lại rồi, không thấy đi đâu về đâu nữa. Rồi bây giờ mình quẹo trái về thị trấn Côn Đảo thôi. Còn con đường này không biết đi đâu nè, người ta che lại rồi. Bản cái tấm bản chào Côn Đảo kính chào quý khách. Cái con đường trên Côn Đảo này nha, người ta làm đường rất là đẹp, đường chắn nhựa rất là đẹp nha, không có bị hư đường, đường không có bị hư. Chạy sướng lắm kìa. Hôm nay cũng phải mười mấy rồi. Tranh thủ đi về thị trấn Côn Đảo và những khách sạn rồi chiều mình sẽ đi tham quan cái chỗ khác. Thì trên đường đi mình sẽ quay nguyên cái cung đường đi về thị trấn luôn. Từ đây thì từ cái sân bay Côn Đảo đi về thị trấn thì tầm khoảng chừng 14-15 cây số. Cung đường được mệnh danh là cung đường eo biển đẹp nhất ở Côn Đảo này. Rồi, mọi người thấy bên phải mình không? Núi non hùng vĩ không mọi người? Đó, mấy cái núi rồi. Cây nó mọc xanh luôn. Rồi, mọi người lưu ý là trên đây, trên con đường này mình chạy được phép hạn chế được tối đa 50 km/h. Nên mình phải canh tốc độ mình chạy, đừng có vượt quá. Con đường thì rất là đẹp, hai bên hàng cây rất là đẹp luôn. Rồi khoảng chừng 2 cây số nữa mình sẽ tới mũi tàu bể. Bên trái nè, đẹp quá. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Nhưng mà bị dướng mấy cái cây này che lại rồi không có thấy. Rồi đã đến mũi tàu bể rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ dừng chân vô mình 5-10 phút gì đó mình sẽ chụp hình, mình quay phim ở đây. Sau đó mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình tiếp theo. Bây giờ không thấy cái đường đi vào. Kiếm cái đường đi vào. Đây cái núi. Wow, quá trời đẹp luôn. Được dừng 5 phút. Yeah.
nắng quá quên mang cái dù ha. Rồi đến một cái khúc cua quẹo của trên cái đảo mọi người, con đường ngay cái chỗ khúc cua nè, nhìn đẹp quá. Bạn mọi người thấy bên tay trái mình không nè. Ở đây là hòn đảo cung đảo này mọi người, thì nó sẽ bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ ở đây luôn. Thì trong đó cái hòn đảo Cung Sơn này là lớn nhất, sau đó là sẽ tới một cái hòn thứ hai là cũng lớn gần bằng cái hòn Cung Sơn này. Đó, mọi người thấy ngoài kia không, chắc xa quá không thấy đâu, có những cái đảo nhỏ nhỏ ngoài kia kìa với một cái đảo lớn nữa. Đây là con đường duy nhất đi dẫn vào thị trấn. Con đường rất là yên tĩnh mọi người, chạy xe rất là vắng luôn, rất là yên tĩnh, rất là hoang sơ, kiểu một hoang sơ một mạc á, kiểu không có ồn ào, không có xe cộ nhiều, chạy rất là thoải mái, vừa chạy vừa ngắm cảnh luôn, không có lo sợ gì hết. Hồi nãy giờ mình chạy mình thấy có những cái chiếc xe taxi á chở khách ra cái chỗ mà nước cũ đó, người ta cũng đi tham quan, thứ hai là một có một số thì đi về lại ra sân bay đi về lại. Có những chiếc xe điện nữa mọi người, mình có thể thôi, mình có thể thôi xe điện mình chạy đi vòng vòng trong xung quanh đảo nè, chạy một vòng trên đảo luôn cũng được. Mình thì chưa có biết cái vé mà đi xe điện từ ở trong thị trấn Cung Đảo đi ra ngoài sân bay này bao nhiêu. Cái hay ở đây nè mọi người là xe cổ là đợi trên ở ngoài đường luôn, không có sợ mất, cứ đợi thoải mái, nhưng mà mình cũng phải đợi gọn gàng chứ đừng có đợi lấn chiếm lề đường nhiều quá trong bị người ta la. Ở đây là đặc biệt là an ninh rất là số 1 luôn, không có lo sợ trộm cắp mất xe gì hết, xe để vô tư mà phải để gọn vào đó. Mọi người thấy nãy giờ chạy nãy giờ đó, mọi người cũng thấy rồi, lác đác chỉ có một vài chiếc xe chạy ra chạy vào thôi chứ không có thường xuyên, nên mình thích cái sự không gian của trên cái ở đây, không gian rất là yên tĩnh. Ồ, bên tay trái mình là cái khu resort Six Sen Cung Đảo mọi người. Cái này là mình cũng được biết là mình thuê ở trong đó là một đêm nó tới mười mấy triệu một đêm nữa, mười mấy tới hai mươi mấy triệu một đêm, rất là mắc. Chiếc sân Cung Đảo nè mọi người, resort, bởi vậy dành cho những bạn nào mà có điều kiện trải nghiệm thì có thể vào chiếc sân trải nghiệm. Chỗ này đang làm đường rồi mọi người ơi, hai buổi chỗ này đường cỏ ống. Nãy giờ chạy cũng 8-9 cây số rồi, cũng cố gắng thêm 6-7 cây số nữa rồi tới thị trấn Cung Đảo. Chắc rồi đó thì mình cũng kiếm trải nghiệm xe điện đi vòng vòng trên đảo nha mọi người. Thì có hai cách mà mình có thể đi đến Cung Đảo, một là đi máy bay, hai là đi tàu cao tốc. Thì tàu cao tốc có hai chỗ, một là Vũng Tàu
cái chỗ mà thành phố Vũng Tàu á, thứ hai là chỗ Sóc Trăng. Thì nếu mà đi vé máy bay mọi người thì có thể là đi vào mùa này tầm tháng 6, tháng 7 gì đó, thì cái giá vé dao động từ 3 triệu tới 3 triệu mấy tới 4 triệu đó, cứ hồi luôn. Còn cái vé mà đi tàu á, thì bắt mọi người sẽ bắt buộc phải đi xe khách từ Sài Gòn đi ra tới thành phố Vũng Tàu, sau đó mình mới đặt vé đó, mình sẽ đi tiếp tục từ Vũng Tàu cho đi ra tới Côn Đảo. Thì cái tàu cao tốc đi tầm khoảng chừng 3 tiếng rưỡi đó, theo mình biết. Còn là đi dưới ở Sóc Trăng á, chừng đời Sóc Trăng á, thì nó sẽ nhanh hơn tiếng mấy. Còn mọi người khi mà đi tới sân bay rồi đó, mọi người có thể đi taxi về lại thị trấn Côn Đảo. Thì mình cũng có hỏi là nếu mà đi từ sân bay Côn Đảo mà về thị trấn á, thì tầm giá mà cho hai người á là 300.000. Còn nếu mà mọi người muốn tiết kiệm nữa, đi ghép lại á, cho những người khác á, thì tính là 50.000 một người vậy đó, đi ghép xe và thị trấn. Còn mình thì mình đã liên hệ, mình đặt được cái bút xe máy tại sân bay luôn, thì 150 một ngày cái xe này mình đang thuê á mọi người, thì xăng mình tự đổ vậy đó. Đó là những cái thông tin mình muốn chia sẻ cho mọi người nắm và trước khi đến Côn Đảo. Ồ, bên tay trái có cái quán trồng cây dừa đẹp quá, quán nước cà phê gì đó. Bây giờ mình sắp chạy vào trung tâm thị trấn Côn Đảo mọi người. Thì bên phải của mình là hình như là nhà tù á, nhà tù Côn Đảo này mọi người. Đó bên phải mình nè. Với một cái bức tường đá rồi những gai rồi những chai đầy đủ để ngăn chặn cho. Và bên tay trái nè mọi người, bên tay trái có một cái cột mốc và tổ quốc ghi công. Điểm đến Côn Đảo gì đây nè, cái gì là gì? À, điểm đến Giảm Nhựa. Côn Đảo giờ phát triển quá, giờ làm nhiều cái mô hình rất là đẹp. Rồi bây giờ thì mình đã đi vào thị trấn rồi nè. Bây giờ mình đi kiếm chỗ mình đi về khách sạn đi. Rồi vô trung tâm thị trấn. Rồi ở bên tay trái mình có một cái ngôi thấy đóng cửa rồi, mình không biết gì, không thấy đổi tên gì hết. Đây, triển lãm chuyên đề di tích, bảo tàng Côn Đảo nè mọi người. Mình sẽ đi tiếp tục đây. Đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Văn Trỗi. Mọi người thấy bên tay phải mình không nè, đó xe thì để bên ngoài không có sợ mất, nhưng mà cũng phải để xe ngăn nắp gọn gàng lại nè mọi người, thấy không? Không có để ở dưới lòng lề đường, tuyệt đối không để dưới lòng lề đường, để trên lề mà để sát vào. Bên tay trái là giống như sân vận động ha, sân đá banh. Ở đây thì nhìn như là có thêm một cái giống như một cái trại tù ở đây nữa nè. Đó, mọi người thấy không? Cái con đường mà trên Côn Đảo nhìn nó rất là mộc mạc và giản dị đó mọi người. Giống như có một cái vẻ rất là bình yên lắm. Nó không có ồn ào, không có xe cộ chạy không có nhiều. Nhìn nó rất yên tĩnh, bình yên. Rồi thôi chắc mình đi kiếm khách sạn, mình về mình nhận phòng. Sau đó mình nghỉ ngơi và chiều nay mình sẽ tính tiếp cái hành trình tiếp theo nha. Nãy giờ mình chạy một vòng, mình quay cho mọi người xem những cái con đường ở trên Côn Đảo này như thế nào. Chào tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch, ăn uống của mình mỗi tuần nha.